Rang khổ sở vì bị cộng đồng mạng bảo rằng mình phân biệt đối xử. Nếu là những người yêu cúng, bạn chắc chắn sẽ biết đến đại gia đình Linh Đặng với những em cúng đáng yêu và cô Rang vô cùng chịu chi cho các bé. Mặc dù yêu thương các bé cúng nhà mình hết lòng như vậy, nhưng cô vẫn không tránh khỏi tam tai với một số người khi họ cho rằng cô nàng đang phân biệt đối xử với các em chó Tây và các em chó ta. Chỉ vì các em chó Tây được ở trong nhà, còn các bé khác thì phải ở ngoài vườn. Đối diện với vấn đề này, cô nàng cũng đã lên tiếng chia sẻ, giải thích hiểu lầm này. Cụ thể, hai em chó Moose và Elon là hai em chó Labrador, từ bé đã sống trong căn hộ cùng cô chủ của mình và đã quen sống trong một môi trường nhỏ hơn, ở trong máy lạnh từ lúc nhỏ rồi. Bản thân các em chó Labrador này cũng thích ở trong nhà, hàng ngày chỉ cần đi dạo một hai lần mà thôi. Một số bạn có để lại comment cho Linh là tại sao chị lại phân biệt đối xử với cún Tây và cún ta. Bạn Mars và bạn Elon là hai bé cún Tây, là do từ bé các bạn ấy ở với Linh ở trên căn hộ. Các bạn ấy quen ở trong một môi trường nhỏ hơn và ở trong máy lạnh từ lúc nhỏ rồi. Và các bạn ấy thích ở trong nhà và hàng ngày chỉ cần đi dạo 1 đến 2 lần thôi. Từ ngày cô Rang nuôi các em chó ta khác, cô cũng đã chuyển ra một ngôi nhà lớn hơn với sân vườn rộng rãi. Ngày Linh có Cacao, Lý Tứ, Bắp Bơ và các bạn còn lại, Linh đã chuyển vào một nhà lớn hơn và có vườn rộng hơn cho các bạn cún ta, vì lý do là từ bé Bắp cả bạn Bơ thì từ bé hai bạn này ở trang trại thì hai bạn ấy cũng được chạy nhảy nhiều ở ngoài thiên nhiên, là do đó hai bạn ấy cũng không thích ở trong nhà. Các bọn cún ta này từ bé đã quen với môi trường bên ngoài. Ví dụ như em chó Cacao khi đi lạc về nhà cô cũng đã nuôi em trong nhà. Nhưng khi đến đêm, Cacao lại cào cửa đòi ra ngoài. Ví dụ như Cacao đi, khi Cacao lạc về nhà Linh cho Cacao vào nhà để chăm sóc thì hàng đêm bạn ấy cào cửa và vẫn muốn chạy ra ngoài vườn và bới và xới đất và cào đất và để cho chạy nhảy được tự do. Thỉnh thoảng bạn ấy vẫn chạy vào trong nhà chơi, thế nhưng mà đặc điểm của bạn Phú Quốc là thích chạy nhảy nhiều, đào bới đất và cây và thích ở trong những cái lùm cây vào buổi trưa. Cacao thì chị đặt tên là Cacao vì đối với chị các bạn cún cũng là thành viên trong gia đình chị. Thì kể cả khi Cacao, chị nhận Cacao về nuôi và chị hay nói là Cacao con gái rượu của chị. Chị rất là yêu thương Cacao vì biết hoàn cảnh của bạn ấy hồi bé khổ như vậy. Cô cũng không muốn gò bó các bé và không quên bless chiếc sân vườn nhà mình siêu rộng như này. Tại sao lại không cho các bé chạy nhảy? Lý Tứ từ bé đến lớn ở với nhóm thợ xây nhà cho Linh thì bạn ấy cũng quen ở ngoài vườn. Khi lần đầu tiên Linh đóng cổng lại và không cho bạn ấy chạy nhảy chung quanh khu nữa thì bạn ấy cũng rất là khó chịu. Và Linh cũng phải tập luyện cho bạn ấy là chỉ chạy nhảy trong khu vực vườn của Linh thôi. Mà vườn của nhà Linh là mấy nghìn mét vuông, rất là rộng và thoải mái để cho các bạn ấy chạy nhảy. Bạn nào đối với Linh, Linh cũng có một tình thương đặc biệt. Như bạn Cacao vừa rồi chạy mất thì Linh cũng khóc y chang và cũng chăm lo buồn y như là khi bạn Max hay bạn Elon bị ốm. Đối với Linh, các bạn cún nào cũng như các bạn cún nào hết, Linh đều yêu thương như nhau. Bạn cúng nào đối với cô chủ cũng đều quan trọng, yêu thương đều như nhau, chỉ có cộng đồng mạng suy nghĩ sâu xa mà thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu, nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.